Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Tại cuộc kiểm tra của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, vừa qua, Ban chỉ đạo triển khai dự án của thành phố Hà Nội cùng hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đề xuất nâng chiều rộng các cây cầu qua sông Hồng, sông Đuống thêm 7 mét so với phương án nghiên cứu trước đó. Theo đó, hai cầu Hồng Hà Mễ Sở qua sông Hồng thuộc Hà Nội, Hưng Yên và cầu Hoài Thượng qua sông Đuống thuộc Bắc Ninh được đề nghị nghiên cứu theo phương án mặt cắt ngang lên 24,5 mét. Trong khi báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là 17,5 mét, việc mở rộng cầu nhằm đảm bảo 4 làn xe cơ giới và mỗi bên bố trí một làn đường phục vụ xe máy, xe thô sơ qua cầu, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân. Ba địa phương cũng đề xuất chính phủ một số nội dung liên quan đến thiết kế đối với dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc trên cao như thiết kế các nút giao liên thông, nhánh lên xuống trên tuyến, nút quy hoạch toàn tuyến, đề xuất xây dựng 2 trạm dừng nghỉ, trong đó một trạm tại huyện Thanh Oai, Hà Nội và một trạm tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trên toàn tuyến vành đai 4 sẽ có 25 vị trí dừng xe khẩn cấp với khoảng cách 4 đến 5 km.